Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 7 tháng 10, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazon và buổi đọc kinh truyền tin do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự vào Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, sẽ có bài phỏng vấn Đức Cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh về tháng truyền giáo ngoại thường. Và cuối chương trình sẽ có một radio tâm ca. Bây giờ, Văn Yên xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng. Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giáo mục về Amazon với chủ đề Amazon, những con đường mới cho giáo hội và nền sinh thái học toàn diện. Thánh lễ có sự hiện diện đặc biệt của các tân hồng y vừa được trao mũ hồng y chiều hôm qua, mùng 5 tháng 10. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: Thánh Phaolô, nhà truyền giáo vĩ đại nhất trong lịch sử giáo hội, giúp chúng ta làm thường hội đồng giáo mục và đi cùng nhau. Đó là điều Ngài đã viết cho Timôthê và cũng cho chúng ta hôm nay, những mục tử phục vụ dân Chúa. Đức Thánh Cha đã trích lời của Thánh Phaolô: Tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. Chúng ta là những giám mục bởi vì chúng ta đã nhận được một món quà của Thiên Chúa. Chúng ta không ký một thỏa thuận, không nhận trong tay một hợp đồng làm việc, nhưng được đôi tay đặt lên đầu. Để đến lượt mình, chúng ta giơ tay cầu xin Thiên Chúa và đưa tay ra với anh em. Chúng ta đã nhận được một món quà không thể mua, không được trao đổi mua bán. Nó được nhận và tặng cho. Nếu chúng ta đặt mình chứ không phải món quà vào trung tâm, nếu các mục thử trở thành những người lo công việc, thì chúng ta biến món quà ấy trở thành một chức năng và biến mất tính nhân không. Và vì vậy, rốt cuộc chúng ta phục vụ chính mình và sử dụng giáo hội. Ngược lại, với món quà nhận được, cuộc sống của chúng ta là để phục vụ. Trung thành với lời kêu gọi này, Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta rằng món quà là phải được khơi dậy. Động từ Ngài đã dùng rất thú vị, khơi dậy, theo nghĩa đen là làm cháy lại ngọn lửa. Món quà chúng ta đã nhận được là một ngọn lửa, đó là tình yêu đang cháy đối với Chúa và với anh chị em của chúng ta. Ngọn lửa phải được giữ cho cháy. Giáo hội không thể tự giới hạn chính mình vào việc chăm sóc mục vụ bảo tồn cho những ai đã biết tin mừng Chúa Kitô. Chúa Giêsu không đến để đem làn gió buổi tối, nhưng đem lửa vào mặt đất. Ngọn lửa làm sống lại món quà là Chúa Thánh Thần, không phải là một tinh thần nhút nhát, mà là sự khôn ngoan. Theo giáo lý giáo hội công giáo dạy, thì khôn ngoan là đức tính giúp cho lý trí thực tiễn trong mọi hoàn cảnh nhận ra được điều thiện đích thực và chọn lựa những phương thế tốt để đạt tới. Khôn ngoan không phải là thiếu quyết đoán, nó không phải là một thái độ phòng thủ. Đây là đức tính của người mục tử, biết phân biệt, nhạy bén với sự mới mẻ của Thánh Thần. Thánh Thần gợi hứng cho Thượng Hội đồng các con đường cho giáo hội tại Amazon để ngọn lửa sứ mạng không bị dập tắt. Ngọn lửa của Thiên Chúa như trong trình thuật bụi gai cháy, cháy nhưng không thiêu rụi. Đó là một ngọn lửa tình yêu chiếu sáng, sưởi ấm và mang lại sự sống, chứ không phải ngọn lửa bùng lên và nuốt chửng. Khi con người và các nền văn hóa bị nuốt chửng mà không có tình yêu và sự tôn trọng, thì đó không phải là ngọn lửa của Thiên Chúa, mà là của thế gian. Bao nhiêu lần món quà của Thiên Chúa đã không được trao ban nhưng lại áp đặt? Bao nhiêu lần người ta đi chiếm thuộc địa hơn là đi loan báo tin mừng? Xin Chúa bảo vệ chúng ta khỏi sự tham lam của chủ nghĩa thực dân mới. Khơi nên món quà, chấp nhận sự khôn ngoan táo bạo của Thánh Thần, Thánh Phaolô đã mời gọi Timôthê: Đừng hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta, nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha mời gọi: Chúng ta hãy cùng nhau nhìn về Chúa Giêsu chịu đóng đinh, nhìn vào trái tim tan vỡ của Người dành cho chúng ta. Nhiều anh chị em ở Amazon đã vác thập giá nặng nề và chờ đợi sự an ủi giải phóng của tin mừng, sự nâng đỡ yêu thương của giáo hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã kể về Đức Hồng Y Huym khi Ngài đến để thăm những thành phố nhỏ ở Amazon. Đức Hồng Y đã đến Nghĩa Trang để tìm mộ của những nhà truyền giáo, một cử chỉ của giáo hội dành cho những người đã dành cả cuộc đời tại Amazon. Đức Thánh Cha kể, sau một chút trầm ngâm, Đức Hồng Y Huym đã nói với tôi: Đừng quên họ, họ xứng đáng được phong thánh. Để kết luận, Đức Thánh Cha nói, với họ, những người đang dành cả cuộc đời ở đây, chúng ta cùng nhau bước đi.
Kính thưa quý thính giả, khoảng nửa giờ sau khi thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon kết thúc, lúc 12 giờ trưa, như thường lệ, mỗi Chúa Nhật, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn dành cho các tín hữu. Ngài nói, trong bài tin mừng hôm nay, các môn đệ xin Chúa Giêsu xin ban thêm đức tin cho chúng con. Đây là một lời nguyện đẹp mà chúng ta phải cầu xin hàng ngày. Lạy Chúa xin ban thêm đức tin cho chúng con. Và Chúa Giêsu đã đáp lại bằng hai hình ảnh hạt cải và người đầy tớ sẵn sàng. Hạt cải nhổ rễ và trồng dưới biển là điều không thể, nhưng không gì là không thể đối với người có lòng tin, vì họ không dựa vào sức riêng của mình, nhưng dựa vào sức của Chúa đấng làm tất cả. Đức tin được ví như hạt cải, không cậy vào chính mình, nhưng với sự khiêm tốn, cảm thấy cần Thiên Chúa và trông cậy hoàn toàn nơi Ngài. Đức tin cho chúng ta khả năng nhìn thấy một nét khác của sự sống với niềm hy vọng, giúp chúng ta đón nhận ngay cả những nghịch cảnh, đau khổ, vì biết rằng sự giữ không bao giờ là lời kết thúc. Với hình ảnh người đầy tớ sẵn sàng, Chúa Giêsu muốn nói rằng đây là một người của niềm tin khi đứng trước Thiên Chúa, đặt mình hoàn toàn cho ý muốn của Ngài, không tính toán so đo. Điều này cũng phản ảnh trong đời sống cộng đoàn, vui vẻ phục vụ nhau và như thế là tìm thấy phần thưởng rồi, chứ không phải là sự ghi nhận hay thu nhận điều gì. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe phỏng vấn Đức Cha Alfonso Nguyễn Hữu Long về tháng truyền giáo ngoại thường. Con kính chào Đức Cha. Thưa Đức Cha, tháng 10 này là tháng truyền giáo ngoại thường mà Đức Thánh Cha Francisco đã khởi động cho toàn thể giáo hội. Với tư cách là chủ tịch của Ủy ban Loan báo Tin mừng, xin Đức Cha cho biết về Giáo hội Việt Nam đã tiếp nhận và triển khai sáng kiến này như thế nào ạ? Trước hết tôi xin kính chào Cha Văn Yên, kính chào quý thính giả Đài Vatican News. Để chuẩn bị cho tháng truyền giáo ngoại thường năm nay mà Đức Thánh Cha muốn mời gọi toàn thể giáo hội để kỷ niệm 100 năm ban hành tông thư Maximum Illud, là tông thư bàn về sứ mạng loan báo tin mừng. Ủy ban chúng tôi đã có những hoạt động như sau. Vào tháng 7, Ủy ban đã cùng với Văn phòng Quốc gia các hội giáo hoàng truyền giáo tổ chức hai khóa bồi dưỡng thần học về truyền giáo tại Trung tâm Đức Mẹ Bãi Dâu, nhằm đào sâu chủ đề được rửa tội và được sai đi, Hội Thánh Việt Nam thi hành sứ mạng nơi quê hương mình. Cuối tháng 8, Ủy ban lại tổ chức một cuộc gặp gỡ toàn quốc các cha trưởng ban loan báo tin mừng của các giáo phận cùng với một số dòng tu tại Vinh để học hỏi tông thư Maximum Illud và trao đổi những gì nên làm trong tháng 10 này. Ủy ban cũng dịch và phát hành tập sách nhan đề Được rửa tội và được sai đi, Hội Thánh Chúa Kitô thi hành sứ mạng trong thế giới. Tập sách này gồm có 31 bài suy niệm mỗi ngày trong tháng 10. Chúng tôi đã xin phổ biến trên trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Các trang web giáo phận có thể nối kết với trang web này để truyền tải cho mọi người cùng suy tư và cầu nguyện. Nhờ đó thêm ý thức thôi thúc thi hành sứ mạng phúc âm hóa hơn. Ủy ban đã dịch và phổ biến sứ điệp Ngày Thế giới truyền giáo năm 2019 này, kèm theo một tài liệu học hỏi sứ điệp này để hiểu cặn kẽ hơn. Ngoài ra, tông thư Maximum Illud cũng đề cập đến các hội giáo hoàng truyền giáo là những tổ chức của tòa thánh mà từ hơn 100 năm qua đã trợ giúp một cách hữu hiệu cho công cuộc phúc âm hóa các dân tộc. Ủy ban chúng tôi sẽ cùng Văn phòng Quốc gia các hội giáo hoàng truyền giáo đề nghị các giáo phận tại Việt Nam sớm thiết lập các hội này để giáo hội chúng ta góp phần vào việc thi hành sứ mạng truyền giáo với giáo hội toàn cầu. Xin Đức Cha giải thích thêm về ý nghĩa của chủ đề tháng truyền giáo ngoại thường này ạ. Được rửa tội và được sai đi. Thưa cha và quý thính giả, sứ điệp truyền giáo năm nay mang chủ đề Được rửa tội
và được sai đi. Nhắc nhở cho mỗi Kitô hữu ý thức ơn đức tin mà họ đã lãnh nhận qua bí tích rửa tội. Họ vừa phải giữ gìn ơn đó cho riêng mình, đồng thời cần ý thức mình được sai đi, loan báo tin mừng cho người khác cũng nhận biết Chúa, được ơn đức tin để được sống đời đời. Đức Thánh Cha Francisco trong tông huấn niềm vui của tin mừng dùng thuật ngữ môn đệ truyền giáo cũng là nhằm ý này. Hễ đã là người môn đệ của Đức Kitô thì cũng đồng thời phải là một nhà truyền giáo, ra đi loan báo cho mọi người cũng nhận biết Ngài. Tháng truyền giáo ngoại thường năm nay cũng là dịp để người tín hữu Việt Nam ý thức họ phải tích cực tham gia vào sứ mạng này, không thờ ơ mặc kệ, không ngại ngùng sợ hãi. Ngoài ra, tháng truyền giáo ngoại thường cũng muốn nhắc nhở các vị hữu trách ở trong giáo hội là các giám mục, các bề trên hội dòng và có thể hiểu rộng ra các linh mục, quản sứ. Tổng thư Maximum Milut đã gọi họ là những bề trên truyền giáo, có ý muốn nhắc nhở rằng sứ mạng này thiết thân với trách nhiệm của họ. Họ phải là những nhà truyền giáo tiên phong để rồi biết tin tưởng những người thuộc quyền mình, huấn luyện họ và trao phó cho họ sứ mạng phúc âm hóa. Việc loan báo tin mừng tại giáo phận Vinh như thế nào thưa Đức Cha? Và Đức Cha có những sáng kiến gì cho việc loan báo tin mừng tại giáo phận ạ? Thưa cha và quý thính giả, giáo phận Vinh có gần 300.000 tín hữu trên tổng số 3 triệu dân của tỉnh Nghệ An. Tỷ lệ những người công giáo là 10%, như thế tương đối là cao so với nhiều giáo phận. Tuy vậy, sứ mạng loan báo tin mừng vẫn khẩn thiết tại đây. Giáo phận giáo dân Vinh giữ đạo sốt sắng như thành, nhưng mới chỉ là cho mình. Sứ mạng phúc âm hóa lương dân và tân phúc âm hóa cho người xa giáo hội xem ra chưa được quan tâm thực hiện. Vì thế, tôi muốn thúc đẩy toàn giáo vận tham gia tích cực hơn vào sứ mạng này. Trong tháng 10, Ban loan báo tin mừng giáo vận sẽ tổ chức các cuộc hội thảo cho các linh mục tu sĩ và hội đoàn công giáo tiến hành, đồng thời thành lập và huấn luyện những nhóm tác viên tin mừng để chính những người giáo dân góp phần thi hành sứ vụ này một cách tốt đẹp hơn. Tôi mong ước các linh mục tu sĩ và cả giáo dân mạnh mẽ hướng mọi hoạt động mục vụ đến việc phúc âm hóa anh chị em lương dân và những người đang xa lìa giáo hội, chứ không chỉ chăm lo mục vụ cho các tín hữu đang giữ đạo. Đức Thánh Cha Francisco trong tông huấn niềm vui của tin mừng cũng mời gọi chúng ta hãy mạnh dạn thoát ra khỏi một nền mục vụ bảo tồn để hướng đến một nền mục vụ truyền giáo. Thưa Đức Cha, sau gần một năm về với giáo phận Vinh, Đức Cha có cảm nhận như thế nào về những niềm vui và thách đố mà Đức Cha gặp như là một vị mục tử của giáo phận ạ? Thưa cha và quý thính giả, giáo phận Vinh là một giáo phận rộng về địa lý, đông về giáo dân, mạnh về lòng đạo và rất năng động. Tôi đang thực hiện các chuyến thăm mục vụ các giáo xứ giáo họ trong giáo phận để biết thực trạng cuộc sống đạo và đời của người tín hữu. Nhờ đó mới có kế hoạch mục vụ thiết thực. Khi thấy giáo dân đạo đức, nhiệt thành, giữ đạo nề nếp, tôi rất phấn khởi. Tuy nhiên tôi cũng có nhiều trăn trở. Chẳng hạn cuộc sống nghèo khổ vẫn đè nặng trên người dân, khiến cho nhiều người trẻ phải bỏ học, đi làm ăn xa, ảnh hưởng đến đời sống đức tin và cả đời sống hôn nhân gia đình của họ. Rồi đạo công giáo vẫn còn bị hiểu lầm và nghi ngại, gây nên sự nặng nề trong tương quan xã hội và cản trở sứ mạng loan báo tin mừng cho anh chị em lương dân. Tôi mong ước giáo phận Vinh sẽ được xây dựng trên 4 tiêu chí sau đây. Đó là trở thành một cộng đoàn đức tin vững mạnh, một cộng đoàn phụng vụ sốt sắng,
một cộng đoàn bác ái yêu thương và một cộng đoàn phúc âm hóa mạnh mẽ. Các dòng tu nam nữ và các hội đoàn công giáo tiến hành hoạt động tại giáo phận cũng rất là nhiều. Tôi sẽ thúc đẩy họ tham gia tích cực và nhiều hơn vào các hoạt động mục vụ, bác ái và truyền giáo. Tôi chân thành cảm ơn cha Văn Yên và quý thính giả đài Vatican News đã cho tôi được cơ hội giải bày tâm tư và ước nguyện cho tháng truyền giáo ngoại thường này và cho cái sứ mạng loan báo tin mừng trên quê hương đất nước Việt Nam. Nguyện xin Chúa chúc lành cho quý vị. Xin Đức Mẹ là ngôi sao của công cuộc tân phúc âm hóa cũng đồng hành và giúp chúng ta thi hành cái sứ mạng cao đẹp này. Xin kính chào cha và quý thính giả. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng chia sẻ tâm tình với quý thính giả trong một radio tâm ca đề tài Dám Nhìn Lại. Anh Huy và Trần Dung xin chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt. Và các bạn à, hôm nay đã là số 13 rồi đó. Bạn thân mến, cuộc đời này vần xoay như thời tiết bốn mùa vậy. Một thời để phá đổ, một thời để dựng xây, một thời để khóc lóc, một thời để vui cười. Giống như là trong sách giảng viên thì phải. Ừ, đúng rồi đấy. Cuộc đời của một con người rồi cũng qua đi, chỉ khác nhau ở cách thức nó qua đi như thế nào. Giữa những bộn bề đong đưa của dòng đời ngược xuôi này, cần lắm một phút ngồi lại. Ngồi lại để thấy những chặng đường mình đã đi qua và mình đang ở đâu. Vâng, vì thế mà chủ đề ngày hôm nay rất ư là quen thuộc, selfie. Selfie tức là khi chúng ta chụp hình, chúng ta phải tự nhìn lại chính cái bản mặt của mình, đúng không ạ? Với cả những cái nét đẹp và cả những cái chi tiết rất là xấu nữa. Nhiều khi tại vì nó để gần quá. Và thật ra ngồi lại nhìn chính con người của mình như thế là để đón nhận chính mình và để hướng về tương lai với tràn trề hy vọng, chứ không phải chỉ là để quanh quẩn với quá khứ mà thôi. Và những kỳ linh thao sinh viên như các bạn biết thường là cơ hội để giúp cho các bạn trẻ đang sống vội, sống ảo và nhiều khi sống đảo nữa, có cơ hội nhìn lại một năm, một chặng đường cuộc đời đã qua. Ủa mà sống đảo là gì vậy ạ? Có thể hiểu đại khái như là mình đang đi ngược lại, đảo ngược lại với những cái giá trị mà chính lương tâm của mình đề ra hoặc là những cái giá trị tốt đẹp. Và một tháng sau khi trở về từ khóa linh thao sinh viên, một bạn trẻ đã gửi thư về chia sẻ tâm tình của bạn ấy như sau. Kỳ linh thao một tháng trước của em thực sự là thời gian để em thấy mình đã thất bại và dám nhìn thẳng vào những thất bại ấy. Em đi linh thao không phải là để giải quyết những vấn đề nan giải trong cuộc sống hiện tại, nhưng là chỉ để ngồi lại với Chúa và cùng với Chúa nhìn lại cuộc đời em. Có lẽ em cũng đã ngồi lại với Chúa, dù không nhiều lắm đâu. Có lẽ em cũng đã nghe những đoạn lời Chúa này nhiều lần rồi. Nhưng trong khóa linh thao này, em mới thực sự nếm và cảm nhận được. Vâng, và bạn ấy tâm sự tiếp. Nhìn lại một năm qua, em thấy mình dậm chân tại chỗ. Em thấy lòng mình có nhiều hối tiếc. Và nếu nhìn cả những năm tháng trong thời học sinh và sinh viên của mình, em còn thấy nhiều điều hối tiếc hơn nữa. Chính mình cũng thấy hối tiếc, đúng không ạ? Khi mà nhìn lại những năm tháng học trò, người ta bảo nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà. Có những khi em không dám đối diện với những thất bại và những sai lỗi của mình. Có những khi em đã trốn chạy, không dám nhìn thẳng vào thực tại với những gam màu tối của cuộc đời. Và thế là em tìm cách tự bào chữa cho mình, thậm chí buông xuôi, mặc kệ đời dù ngày mai có ra sao. Rồi em tìm cách tìm cho mình những công việc phải làm để mau quên đi những chuyện chẳng mấy vui đã qua, để tiến về phía trước. Có điều không nhìn lại mình cách cân bằng, em bước vội và rồi lạc trôi. Nhưng chính Chúa đã dắt em băng qua cảm giác hối tiếc ấy để sống như một con người mới. Em cầu nguyện với Chúa và bắt đầu dám nhìn vào chính bối cảnh làm việc của em. Và Chúa đã cho em thấy thật nhiều điều. Đã có lần em thất vọng về cuộc đời, về cha mẹ và về người yêu của mình. Chính xác hơn là em thất vọng về chính mình. Nhưng giờ đây em đã có đủ can đảm để thấy mình lạc bước thế nào và đủ bình tĩnh để thấy bàn tay Chúa dẫn dắt em trở về. Điều quan trọng nhất với em lúc này là Ngài vẫn ở đó bên em, đồng hành với em cả những khi mệt mỏi và chán chường nhất. Vâng, và bạn ấy còn khám phá ra được một điều rất thú vị trong linh thao như thế này. Càng ngày em mới càng hiểu, nghe nhiều,
đọc nhiều không bằng một giây phút cảm nhận được. Kỳ Linh Thao vừa rồi giúp em nhận ra rằng giây phút ở với Chúa là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời của em. Em ước gì mình có thể sống những gì Chúa đã dạy dỗ em và kiên trì thực hành nó. Có thể em sẽ sai lỗi và thất bại, nhưng em đã nhận ra đâu là mục đích đích thực của cuộc đời mình và cũng biết tập quan sát tâm hồn mình nữa. Ngẫm nghĩ lời Chúa và ngẫm suy cuộc đời mình, em mới thấy nhiều lần em muốn thay đổi đời mình để sống tốt hơn. Đã nhiều lần em muốn hy sinh, em muốn dấn thân cho tha nhân và cho Thiên Chúa. Nhưng càng bước đi, em mới thấy mình yếu đuối, thấy mình dễ hứa lèo. Một phút ngồi lại để dám nói lời xin lỗi với Chúa, với những người xung quanh mình. Một phút ngồi lại để sống là mình nhất, với tất cả những thúc đẩy mà Chúa dẫn dắt mình. Và đã có những lúc em cố tình quên những lời hứa, cố gắng sẽ sửa đổi, chứ không phải là vô tình. Vâng, nhìn những bạn sinh viên cùng tham dự khóa Linh Thao với mình vào tháng trước, bạn ấy chia sẻ: em thấy các bạn thật may mắn và hạnh phúc. Ước gì các bạn sẽ sống thời sinh viên trong niềm vui và bình an của Chúa để không phải hối tiếc như em. Và bạn ấy xin chương trình gửi tặng cho mình cũng như các bạn trong khóa Linh Thao sinh viên tại Đà Lạt vừa rồi bài hát Lỗi Hẹn. Wow, bài này mình thích lắm á. Thích mình hát luôn. Ok, hát nhà có cái câu điệp khúc này rất là hay, nhớ coi. Chúa hỡi, ôi lạy Chúa hỡi, đã bao ngày trôi qua, lời hứa ấy, tình yêu ấy giờ như đã mai một tàn phai. Vâng, vâng, như thế. Vâng, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Đức Hùng rất hay, rất cảm động, được thể hiện bởi giọng ca của ca sĩ Xuân Trường. Món quà con hiến dâng liền, con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hiến dâng liền là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình, để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, đã bao ngày trôi qua. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, lần lượt ngại ngần rồi quên, con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trông mong. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, tháng năm đời vẫn xoay, lời hứa ấy, tình yêu ấy giờ như đã mai một tàn phai, lòng thông hối quỳ đây hứa. Nhưng con đã không vượt được chính mình, lỡ hẹn rồi, lỡ hẹn rồi, Giêsu ơi, thôi đành xin dâng lên người lời ta lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bớt còn của Và nếu các bạn có những tâm tình muốn chia sẻ với bạn nghe đài bốn phương, xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamka@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt, kèm theo bài hát, kèm theo tâm tình, những dòng tin nhắn mà các bạn muốn gửi tặng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai sắp tới. Ước gì những chia sẻ chân thực của một con tim biết vui và biết buồn cũng giúp những người bạn khác tìm thấy chút ánh sáng nào đó trên bước đường của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Món quà con hứa dâng người, con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chút tình nhỏ bé.